Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm món ăn từ quả đu đủ nha các bạn. Cái quả đu đủ này thấy đơn giản nhưng mà khi mình chế biến ra món ăn thì rất là ngon nha. Hôm nay mình mua được quả đu đủ các bạn. Cái quả đu đủ này nó chưa có mổ vịt đâu nha các bạn. Thế mình mua cái quả đu đủ nó đỏ hơn xíu nữa nó mới ngon các bạn. Trái đu đủ này tươi mới bẻ nhưng mà nó chưa có đỏ hồng các bạn, nó mới hồng hồng à. Nhưng mà mới giòn ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Và mình có mua được một cái lỗ tai heo nữa các bạn. Thì mình sẽ gọt cái đu đủ này, xong mình sẽ làm cái gỏi đu đủ lỗ tai heo nha các bạn. Cái món này ăn rất là ngon và tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ làm như thế nào mà các chị các bạn cùng vào bếp làm cùng mình nha. Rồi ở đây đu đủ mình đã gọt vỏ sạch cho các bạn, giờ mình sẽ rửa cho sạch nha các bạn. Các bạn để nguyên vậy đó, lát mình sẽ bào cho nó dễ nha các bạn. Rồi đây mình dùng cái đầu bào các bạn, mình sẽ bào sợi ra nha các bạn. Ở đây mình đã bào xong rồi các bạn. Nó cũng hơi hồng hồng. Cái này cũng có độ ngọt rồi các bạn. Ngon hơn rồi, nó sẽ đu đủ mình nó sẽ có cái màu hơi đỏ hơn chút nữa, nó sẽ có độ ngọt nhiều nha các bạn. Giờ tiếp theo mình sẽ sắt mấy cọng ngò gai này mình để vào nha các bạn. Các bạn sắc mỏng mỏng ra nha các bạn. Ăn cái món đu đủ này mình không thể thiếu món ngò gai nha các bạn. Rồi cái nồi nước mình cũng đã sôi, mình để một ít muối vào nha các bạn. Rồi mình để cái lỗ tai heo mình đã rửa thiệt sạch rồi các bạn. Giờ mình sẽ để vào mình luộc nha các bạn. Luộc khoảng 15-20 phút rồi cái lỗ tai heo của mình nó sẽ chín nha các bạn. Rồi mình dớt ra mình sẽ sắt nha các bạn. Các bạn sẽ dùng cái dao cho nó bén á, mình sẽ sắt cái miếng mỏng mỏng nha các bạn. Và mình cũng đã sắt xong cái lỗ tai heo rồi các bạn.
Đây nhìn rất là ngon luôn các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ làm cái nước để chấm nha các bạn. Mình sẽ làm cái nước mắm chua ngọt nha các bạn. Đây mình đã bằm tỏi với ớt cho nó nhuyễn ra nè các bạn. Rồi mình nặn chanh vào trong này. Rồi tiếp theo mình sẽ cho 2 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi mình để vào đây 2 muỗng canh đường luôn các bạn. Và mình cho vào 1 ít bột ngọt nha các bạn. Khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt các bạn. Rồi mình để vào đây 2 muỗng canh nước sôi nha các bạn. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và mình nếm cho nó vừa ăn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ để gỏi ra dĩa để mình ăn thôi các bạn. Cái này là một cái món ăn vặt rất là ngon nha các bạn. Mình để 1 ít đu đủ các bạn. Rồi mình để vài miếng lỗ tai heo lên nha các bạn. Và mình để vào 1 ít ngò gai nha các bạn. Cái ngò gai này ăn với đu đủ này nữa thơm thơm rất là ngon. Và ở đây là đậu phộng mình đã rang và mình đâm rồi các bạn. Mình để vào cho nó thơm đi các bạn. Và mình sẽ chan nước mắm chua ngọt vào các bạn. Cái món gỏi này mình chan nước mắm hơi nhiều chút ăn nó mới ngon nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ trộn lên cho đều và mình ăn thôi các bạn. Cái gỏi đu đủ mà mình để đậu phộng vào các bạn ăn nó bùi bùi béo rất là ngon nha các bạn. Các bạn thử làm ăn thử nha các bạn, rất là ngon luôn á. Ở đây mình sẽ ăn thử nha các bạn. Cái đu đủ thì nó giòn các bạn, tại đu đủ mình chọn cái mới bẻ đó, nó sẽ sợi đu đủ nó giòn các bạn, nó độ ngọt vừa phải và cái lỗ tai heo nó cũng ăn rất là giòn thơm thơm của đậu phộng và cái ngò gai cùng với vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Đây là một cái món ăn vặt rất là ngon luôn các bạn. Và đây là món gỏi đu đủ lỗ tai heo của mình đã xong các bạn ơi. Các bạn xem video thấy thích thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.